trưởng thành từ cơ sở và giữ nhiều vị trí công tác của xóm xã. Năm 2019, anh Ma Đình Lương được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa. Ngay khi giữ cương vị này, anh được lãnh đạo xã tạo điều kiện để đi học tập, trao dồi, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Nắm bắt tốt tình hình nhân dân, vận dụng linh hoạt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động đến với người dân một cách hiệu quả. Là người dân tộc thiểu số sinh ra và lớn lên ở địa phương, thì trong quá trình thực hiện thường xuyên được các cấp ủy Đảng của địa phương cũng như là cấp huyện tạo điều kiện cho đi bồi dưỡng các lớp tập huấn, ví dụ như là nghiệp vụ, như là tập huấn về chương trình xây dựng nông thôn mới và các mục tiêu hỗ trợ khác, để có cái kiến thức, trang bị cho mình có cái kiến thức nhiều hơn và kỹ năng tốt hơn để làm nào để vận động bà con nhân dân để cùng chung sức cùng với địa phương trong việc huy động các nguồn lực để xây dựng chương trình nông thôn mới. Huyện miền núi Định Hóa hiện có gần 600 cán bộ công chức, trong đó phần lớn là cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số. Để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, huyện đã tạo điều kiện để các cán bộ công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng các tiêu chuẩn. Đặc biệt, công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong huyện được quan tâm thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Phần lớn là các xã thì chúng tôi cũng đã sắp xếp, đã tính đến cái chuyện rồi. Khi với nông thôn mới phải đảm bảo cái tiêu chí, thứ nhất phải ổn định để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Thế còn về cơ cấu chất lượng cán bộ ở các xã với nông thôn mới thì phần lớn chúng tôi trong những nhiệm kỳ trước đã tính đến, đã quan tâm đào tạo, vì vậy cái chất lượng cán bộ thì nó không bị ảnh hưởng nhiều. Bởi các cái tiêu chí về đích nông thôn mới đối với tiêu chí cán bộ thì đều đảm bảo. Thời gian qua, việc thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ trí thức là người dân tộc thiểu số ngày càng cải tiến, khoa học hơn, gắn với các giải pháp tổ chức thực hiện cùng nguồn lực đảm bảo tính khả thi của chính sách. Nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số, các cán bộ trẻ được quan tâm cử đi học chuyên môn, nghề nghiệp ở các trường nội trú, đại học, cao đẳng để trở về xây dựng quê hương. Tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các cái trường dân tộc nội trú. Hiện nay thì cái đáp ứng tỷ lệ cho học sinh dân tộc thiểu số được học trong cái trường nội trú là 8%. Thế và tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành cái chính sách là hỗ trợ thêm cho học sinh các trường dân tộc nội trú 20% mức lương cơ sở để đảm bảo cho các em sinh hoạt ở tại nhà trường, đảm bảo được cái bức ăn, đảm bảo dinh dưỡng. Năm học 2023-2024 này thì nhà trường cũng dành khoảng 5% trong cái tổng số chỉ tiêu tuyển sinh dành cho các em học sinh đến từ các trường dự bị đại học dân tộc, thực hiện đầy đủ các cái chính sách miễn giảm học phí và các cái chính sách về học bổng. Nhiều em đã được kết nạp Đảng ngay khi là sinh viên của nhà trường và các em trở thành những nguồn cán bộ rất tốt để phục vụ cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc của cả nước. Không chỉ bồi dưỡng kiến thức văn hóa, nhiều chính sách về giáo dục hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên quan đến thanh niên dân tộc thiểu số đang được triển khai tại các địa phương, qua đó góp phần nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận cơ hội phát triển sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chú trọng tạo điều kiện cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số tham gia ngày càng nhiều vào công tác chính quyền, đoàn thể, phát huy tài năng, sở trường của họ trong các lĩnh vực phù hợp. Trí thức dân tộc còn một sứ mạng rất quan trọng nữa. Họ đấy chính là những người mà là thành phần quan trọng nhất để tạo ra cái đoạn được khối đại đoàn kết trên địa bàn. Và họ là những người mà coi như là phục vụ dân tộc của họ, nhưng đồng thời cũng là định hướng và dẫn dắt dân tộc của họ đi đúng hướng, đi theo Đảng. Để bảo đảm phát triển nhanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước mắt cần xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số có chính sách đối với người tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. Cần có chương trình đào tạo bồi dưỡng đảm bảo tính đặc thù nhưng mà không tách biệt với những công tác đào tạo bồi dưỡng nói chung. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số theo lộ trình đảm bảo tính liên tục kế thừa của các thế hệ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp, tăng cường năng lực đào tạo bồi dưỡng của các trường nội trú, dạy nghề, cao đẳng, đại học gắn với đặc thù của từng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao cơ sở vật chất phục vụ dạy và học cũng như là rèn luyện thể chất, trí tuệ của người dân tộc nội trú.
Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, thúc đẩy hiệu quả công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát huy nguồn lực con người. Để các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả tương xứng với tiềm năng, vị trí quan trọng của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.